Tôi thì tiểu thường dân Nam Bộ Nguyễn Á Đông, chứ không phải người lớn. Tiểu là nhỏ nhất đó, nhưng mà có thể xét qua còn khôn đời tăng được. Đạo thì bây giờ tôi khuyên tất cả các vị đến giữa cuộc lễ nào gắn về nhà gắn niệm Phật làm hiền đi thì biết Phật thánh tiên nè, còn niệm Phật làm dữ thì không biết mặt Phật thánh tiên đâu. Chánh tinh tấn tín ngưỡng chung chánh và lướt tới phái vô thần, luận thường cho rằng thân xác còn rất người người còn, thân mắt từ mất, không có thánh thần trời Phật, không có quả báo luân hồi, chẳng có tội có phước có vía có hồn. Trời là con người, sống là tranh đấu, mạnh được yếu thua. Thế nên biết bao nhiêu mánh khóe giang hùng, biết bao nhiêu ngón điêu hoa xảo trá, bao nhiêu tàn bạo. Ra đời dạy đạo, dốt tu cũng được, mà trí thức tu cũng được. Cho nên minh chứng là dạy hết kẻ ngu người trí. Cần nhất người dốt tu, cần nhất cái đi đứng nằm ngồi, cứ quy nghi niệm Phật. Tôi chỉ nói vậy thôi. Chứ bây giờ người xưa xuống thế này mang sắc phàm hết, dù là tiên thánh cũng mang sắc phàm. Mình đừng nói mình giỏi, cái người mà biết cuộc mình mới giỏi. Dò sông dò biển dễ dò, chứ ai lấy thước mà đo lòng người. Đó là nhờ công tu niệm âm thầm quá hay. Rồi niệm Phật, niệm cho tà quỷ vậy thì gian ra. Ngược ngang đều được đem ra dùng cả thấy. Vì vậy một chánh tinh tấn này khuyến hại giữ giúp binh cho mạnh mẽ. Dù các thị dục có lớn lao thế mấy, dù có cho sức lực gì cám dỗ hay bức bách bỏ lòng tín ngưỡng Phật trời, nhận theo việc khác, các sự ấy cũng chẳng thể lôi kéo được già ta. Nếu tu hành mà biết được mình, biết được người mới là giỏi. Tôi thì niệm Phật biết được ít điều thôi, chứ không dành gì kinh sách bị dốt. 6 tuổi thì trung hang rồi, 12 tuổi nó còn thuốc rồi, 19 tuổi vào năm ra Bắc rồi, 36 tuổi trực thuộc càng khôn rồi, chứ không được dành gì mấy, không biết chữ. Thành ra tôi bây giờ tôi cũng không giấu với huynh, niệm Phật bước được ít điều. Tất nhiên người nào biết tuổi mẹ có thể tôi biết được chân thân. Huynh nói thì theo cái lý huynh nói, nhưng mà quân sư triền á dựng 12 mai gũi với hai, tôi đố 12 đó 12 gì? 12 giáp, 12 tháng, 12 năm. Ai thi ra 36 được là nằm trong khuôn 36 vị. Tôi nói gì thiên lý chứ không còn nói gì dân tự. Tôi thì tiểu thường dân Nam Bộ Nguyễn Á Đông, chứ không phải người lớn. Tiểu là nhỏ nhất đó, nhưng mà có thể xét qua còn khôn đời tăng được. Nói chứ không phải thì thôi. Thầy có nói là nói chuyện đạo lý nghe, đừng nói chuyện khác. Đạo thì bây giờ tôi khuyên tất cả các vị đến giữa cuộc lễ nào gắn về nhà gắn niệm Phật làm hiền đi thì biết Phật thánh tiên nè, còn niệm Phật làm dữ thì không biết mặt Phật thánh tiên đâu. Tôi chỉ nói vậy thôi. Chứ bây giờ người xưa xuống thế này mang sắc phàm hết, dù là tiên thánh cũng mang sắc phàm. Mình đừng nói mình giỏi, cái người mà biết cuộc mình mới giỏi. Dò sông dò biển dễ dò, chứ ai lấy thước mà đo lòng người. Nếu tu hành mà biết được mình, biết được người mới là giỏi. Không nói chuyện đạo thì được, nhưng mà nói gì chẳng chẳng thôi mà đừng nên nói. Thành ra các hiền gắng cố gắng, mần cái gì mần. Gắng niệm Phật làm hiền đi, mới biết được người xưa. Chứ bây giờ theo văn minh thì không có hiểu được gì đâu. Ráng thì trì tâm tưởng niệm đêm thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Nếu giữ 6 chữ mà lặng tâm rồi thì biết hết người xưa. Nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu đó. Bây giờ gán giữ niệm Phật, gán giữ chữ hiếu thảo, nhân nghĩa, thì sau này sẽ biết người xưa là ai. Ô kim vàng ấy ngàn cân, người xưa trở lại cho gần người nay. Người nay gọi diệt thảo ngay thì là tặng mặt tới mài người xưa. Ô kim là sao chứ? Vàng đen đó.
cái cục vàng đó nhỏ xíu về mà có thể xe cộ không chạy được, mà nắm ô kim gãy lên thì ngũ hành biến chất không khí là không còn, súng không còn nổ. Cái loại ô kim nó kinh khủng lắm. Nghĩa là vô lửa không nắm, có thể súng không nổ, ngũ hành sẽ biến chất hết thì mới lập được đề tăng. Nhưng ông đó, chị đó là có Nguyễn Trung Trực, ông nắm cái đó thôi. Ngang hung sùng. Bây giờ đây nhắc nhở bà con, Đức Bình ra đời dạy đạo, dốt tu cũng được, mà trí thức tu cũng được. Cho nên minh chứng là dạy hết kẻ ngu người trí. Cần nhất người dốt tu, cần nhất cái đi đứng nằm ngồi, tứ quy nghi niệm Phật. Đó là nhờ công tu niệm âm thầm quá hay. Rồi niệm Phật, niệm cho tà quỷ dậy thì gian ra. Bởi vì con người ai cũng có tà, có chánh ở trong bản thân mình. Cho nên lời xưa người cổ còn ghi những việc lạ kỳ nó có hay chưa. Chưa là chưa với kẻ chẳng ưa, cho người tâm đạo biết thừa tới đâu. Bây giờ biết mà chưa có thời kỳ chưa nói, chưa cái âm dương chưa thay đổi, chưa có nói. Nói theo âm dương trời đất, tới đâu thì nói tới đó thôi, chứ không có nói lố được. Cho nên bà con á, nhắc nhở bà con tu là phải khổ, chứ tu mà ham cho được giàu sang với quyền tước là tu vô thế. Đức thầy, tôi nói văn của đức thầy nha, tu thật tâm mới đặng thảnh thơi. Ai mà tu tỉnh chuyên cần, làm đường ngay thẳng thì có thần độ cho. Còn cái bệnh hoạn này á, cũng là cái nghiệp của người tạo không à. Cho nên đức thầy nói trầm cây lành dị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Hay là trầm bóng tuyển giống chi hưởng nấy, địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng mà tâm ấy tạo ra. Cái tâm quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó đó. Do nên mình cội phúc lành tạo lấy mà nhờ. Bởi vì đất nước Việt Nam mình á, là giống rồng tiên. Miền Tây mình đây là đất Phật, bà con ơi ráng tu. Tu là phải niệm. Bà con á, có người nói tu sửa, còn tu thì tôi nói tu là niệm. Đi, đứng, nằm, ngồi, cần nhất đó. Ai mà được cái pháp môn đó thì còn dự hội lung ba. Bởi vì dễ tu lắm. Mà nói ra thì cái đó, đó nói về vô vi là nhờ củ quyền triển, chứ không phải mọi người mỗi như vậy đâu. Vì biết thầy cho biết đó, duyên lành mà có duyên mới được, có duyên mới nghe lời thầy dạy được. Cũng có nhiều tiền căn và hậu kiếp, hôm nay mình mới gặp giáo lý của thầy. Thầy mới rút công trong các luật các kinh, rút lại hết rồi, nó tóm gọn, tu tại gia, học Phật tu nhân. Cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Mình nói hồi nãy tôi lập lên cái vừa đủ vốn với lời chứ không có lỗ. Còn những hạng xuất gia thì người ta tu dùm, chứ tu cho người ta nữa, mà làm cho đúng nó nha. Thì bây giờ mình cũng không có nói, nhưng mà đức thầy dạy mình nói văn của đức thầy thôi, chứ không có nói ngoài. Quỳnh đó là có thể chị câm luôn đó, câm biết luôn đó. Thôi bao nhiêu được rồi, vì tôi không có nói nhiều được, chưa có cho nói nhiều. Sao mà đức thầy nói gì đâu hai đức thầy nói là, tôi hỏi tu kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm liên thùng là sao? Thì có một kiếp này nè, kiếp này mình tu nè, nếu mà không làm không rồi là ra cho bụi, không có còn gì nữa. Chỉ có một kiếp Tây Phương hồi hướng thoát mê đồ, giúp cuộc luân hồi nè. Kiếp này nè, kỳ xả tội nên còn một lúc, sao không tu còn có hưởng nhờ. Chỉ có kiếp này nè, kiếp này mới dễ tu nè. Kiếp này mới dễ tu. Mà tu với ai đây? Tu với bà con mình nào, mọi người nè. Người đối với người nè, người đối với người, đối nhân xử thế, lấy sự ôn hòa, niềm nở cho nhau, cùng chung một giọt máu đào, phen này hiệp sức nâng cao nước nhà. Tu với mọi người nè. Thời kỳ ăn xá là sao bác? Thì bị gì thời kỳ chót rồi, bị gì hồi đó Đức Ngọc Ma Hoàng á, tính vũ sổ rồi. Cái này mấy cháu cũng có nghe rồi. Cúi đầu trâu lại cũng trùng Ngọc Hoàng, ngày muốn xử tiêu cho rồi đó.
thì bây giờ xin ở lại để mà tu, xin cho bà con mình còn để mà tu cho con giống đồng tiên này. Mình nói cả đây là giống Hồng Lạc không, quý lắm, không có nước nào mà giống đồng tiên hết trơn á. Có nước mình là chỉ có hai nước, có Phật Ấn Độ và ở đây là có Phật Phật thầy Tây An đó, chỉ có hai nước thôi, không có nước nào được như vậy, quý lắm. Dạ thưa ông, thì con đi quay hoài, con thì không biết về Phật pháp, nhưng mà con có nghe được hai câu đó là giúp cho kẻ đói mới nhầm còn hơn đúc chuông đồng Phật bự. Thầy nói dễ nhà hiểu ông, mà nhờ ông giải thích để cho bà con biết không? Cái đó là chuông đồng Phật bự đó là lợi lại ông Phật xi măng với cốt thép không, chứ đâu có gì đâu. Mình tu bên Hòa Hảo thì tu vô vi. Tu vô vi. Ông Phật nó là có người mình ta có duyên. Tại mình không có dám chê, bởi vì người ta có duyên, có căn bên nào người ta làm đó, đạo nào cũng có tốt, đạo nào cũng có xấu hết trơn á. Chứ không phải là tốt hết. Còn tôi dựa vào cái câu này, tu hành nào lựng mặn chay, giữ tâm thanh tịnh gặp ngày an cư. Nếu là ăn chay còn sống hết, dự hồi hôm qua rồi ăn mặn không có giữ sao. Do nên tâm mình, tâm bình tĩnh mới được thì phát huệ. Tại sao có người nói cái hội Long Hoa lập ở tòa thánh Tây Ninh là sao bác? Cái đó theo người hiểu biết, mỗi người hiểu biết riêng, chứ không ai giống ai chứ. Mỗi người thầy nói thì Long Hoa đại hội nhà bàn. Mỗi người hiểu biết khác nhau cái nghĩa. Chứ không có giống nhau, biểu giống nhau, giống không có giống, nhưng mà không có ai độ ai được hết trơn. Tay cũng biết quầy á, mặt là mình bỏ bề nó quá, tâm là quỷ hay ma điện hay Phật cũng là tại nó. Ông Phật không đâu gắn mình làm Phật đâu, còn hung dữ quá mà gắn trong mình làm Phật rồi là chảnh quýnh ông Phật tính sao. Phải không? Phải không? Hung dữ quá đem ông này lên chảnh ông quýnh ông Phật chảnh à. Không có được, cũng vô tâm, dầu kiến màm thàm ma quỷ xúc tranh cũng vô tâm, nhất tâm tính nguyện phục hành, tự cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp tây phương hưởng hòa thác mê đồ, dứt phụ luân hồi, không còn ăn chúng sanh nữa mới có trí huệ. Tối ngày nó lo chặt đầu chặt cổ mổ bụng ta ăn hoài, mà thầy ông nói nó ăn coi chừng làm ông nội ông cố mình nữa à. Sao vậy? Bởi vì chuyển lượng trung dân gặp các lại, cơn mờ ám làm điều dây dột, ông cố mình bán đất cho ta, ta thấy trả chưa đủ này nọ, cái làm chồng làm chéo lấy lời không trả tiền ta, rồi chuyển lượng trung dân gặp các làng chuyển ra thành con trâu, ta mua còn quấn từ vô dây dột lấy lời. Tại mình không biết thầy ông nói không phải mình đặt đâu. À, con người mình mà tu thiếu công đức rồi chỉ nhắm mắt hồn liều khỏi xác, quỷ vô thường dắt xuống diêm đình chứ chỗ chết kia tội ác tinh linh hưởng với phạt hai đường tội đó, về xuống dưới rồi xuống diêm đình thấy tội lỗi rồi tôi mới biết có nơi địa ngục là muộn rồi, muộn rồi, còn sao về cực lạc mắc kẹt về địa ngục rồi sao về cực lạc hả, mắc kẹt chứ rồi. Hồi đó giờ ông bà mình dắt xuống không dắt lên đâu. Tại cái tâm mình hả bác ha? Bởi vì cũng tâm niệm cầu cũng mẫu tại đường Tăng Lâm Phước cầu cũng mẫu quá khứ, ở tù dưới quá khứ rồi. Chính trực giảng Tây Phương. Phải không? Thầy không nói là... Đạt được lục thông giớt hồn cha mẹ, tổ tông bây giờ còn ở dưới giớt rồi. Thầy nói địa ngục cũng đã tâm lòng quấy. Về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Ở cái tâm. Cái tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là cũng lo tại nó cũng lo cũng tâm thôi, tại do tâm mình tạo do cảnh mà sầu tội ác cũng do cái tác tâm à. Tác tâm là nó tạo cho nên con người tụi mình làm đi trước đi rồi. Nhà ở đâu? Nhà con ở núi Sập. Ở núi Sập đó à. Núi Sập tại Kinh Hát. Bây giờ cố gắng thành công vô trí bền, quyết tu đắc đạo cho đâu không, thành đạo đều do tấm lòng, diệu pháp bi hành thì đắc đạo, chơn truyền thật tập sắc tâm thông, cái tâm nó thông, phải không? Đó. Mà mình không có thật tập rồi sao tâm nó thông?
nó thực tập cho ngon lành nó trơn mới về được cực lạc, mới là ở cổ. Đây là ta bà cổ, ta bà lắm cổ, có bao người xét cho cậu tổ tỉnh độ vui, tỉnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh xen bao nặng mùi, nào ai rõ cái vui thiệt đáo, cái vui Tây Phương mới thiệt đáo chứ, cái vui đây là cái vui ta bà khổ rồi, nó khổ lắm, ở đây là ăn dơ ở bẩn, hôi tanh, có bác gái rồi con nghe thôi, ăn hôi tanh, mũi lùi đón lướt, thêm nhọt u, ghẹ lát, không cùi, đâu lúc nào tàn vẹn yên vui, cái thân này hôi tanh lắm. Ba bữa mà không tắm ra thúi luôn, thúi luôn, tắm là có gì đâu mà nó trượt, nó không có thanh. Thì thường thường là Đức Thầy nói là đem tiền của mình ra mình giúp đời được có phước, à, làm sao sanh đức đâu, có kể cho con nghe coi, làm sao mà được cái chữ đức á, công đức hiền lành, mất di dịch, khổ gì khổ đảo. Thể thay trà thanh tịnh thường thiên nguyên máu, hết lo tan nắng mạnh gió mưa, bỡ khổ đố hoa chùa, ta thác cuộc lao đao gì nó. Cái bởi vì đó là cái khỏi này là khỏi nó trượt, nó không có thanh. Rồi mình làm sao mà được cái công đức, mình sau khi này đó mình trở lên được cõi cực lạc rồi đó, nó mới là an vui. Mà muốn thì thực, muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lên việc trên nhai, chí yêu nhàn tình cảnh thập đài, khỏi quả khổ mưu cầu bất đắc, cả thải chúng hỷ điều vững chắc, toàn dân lành đâu có đắn đo, dứt cái ăn quý thuộc chuyện trò, khác sống khổ thương yêu ly biệt, cho nên con người khổ lắm. Nếu ai tìm con đường bắt chánh đạo của Phật mà đi, giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng dạ ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật, giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não, và để bụng tham lam, ích kỷ, khi mối thiện duyên, lần lần trí huệ mở mang, thì bởi lòng sáng suốt, thì màn vô minh bị vượt mất. Cái màn vô minh của mình nó tối rồi, nó không có sáng. Cho nên nó là chết gì bệnh, chết gì bạo ngược, chết tiếng tai hoặc chết nhân tai, dù là người đủ chức đủ tài cũng không trốn khỏi ngày chết đến. Thế mà cõi tục trần cứ mến, cứ tạo tác thêm nhiều chuyện bất lành, mãi lũ kiền mãi nghiệp tử sanh, huyện chúng huyện tình thêm khổ, không cứu được mẹ cha trống tổ, mà còn lầu xấu hổ gia môn, hại đời mình còn hại nhi tôn, thật là một người không hiếu nghĩa, nên phản tỉnh đạo màu châu kĩa, cứu độ mình và cả tông môn, thiền nghiệp lành cho đám nghĩ tôn, noi theo đó lấn thân khổ tục, mình lục đục cháu con lục đục, và khiến cả dòng họ mắc cơ duyên, bật rõ đường đi đến Phật tiên, muôn kiếp vẫn còn nguyên tại thế, khổ này đến khổ kia liền kế, lẫn hợp trong thầu bể không ngừng, càng ngày càng u ám tinh thần, không còn sức quầy chân trở lại, khi có cuộc tan tiền thương hải, các nản tai đổ giải trên mình, thân sống cam trôi nổi linh đinh, linh hồn cũng gặp gình mây gió, sống hay chết vẫn nằm trong rọ, bị nghiệp mê lôi cổ đi luôn, mang lấy thân sống dài chết cuồng, chịu đựng kiếp dài trần giá khổ, lăn lộn cảnh sống tha chiều đổ, mai miễn đời nay đẻ mai chôn, lo chén cơm mới chạy trọt bồn trồn, vì mảnh giải cối loàn bổn rộn, lúc nào lo cũng như bị nộn, mà sống trong đời ổn độn đua chen, chỉ làm cho tâm trí tối chen, chung cuộc vẫn đêm trùng xuống đất, có cảnh Phật còn hoài không mất, mà không tìm qua được cho an, ấy là điều cần phải thiết than, cho lòng của thế gian mê muội, nên xét kỹ để lo cải hối, đuổi theo cho kịp chuỗi ngày qua, mượn thiền từ giữa cảnh phong ba, chưa có kịp thôi long qua kỳ tới, trong thiện tính nữ nam các giới, dáng tu cho Phật hội trên đề, nếu không ngồi chính phẩm liên quê, cũng dáng được giữa kề thánh vị, thân tử đệ được tròn đạo lý, phẩm tổ thầy cũng phỉ lộng quyền, là Phật muốn truyền mong nhờ khách thủ duyên nhắc lại, đây liền cúi đầu dưng lời dạy, mượn bút duyên trả lời như trên, mong người đời chịu khó đọc lên, rồi trí nghiệm mưu nên trường tận, lo tu nghiệm một lòng tinh tấn, cho tâm hồn được sáng suốt ra, cõi Di Đà được biết lối qua,
đường giải thoát tới ra tỏ rõ, về tỉnh độ cho thân hết khổ, lên nét bàn hầu có an cư, được kim thân bất hoại bất hư, được bổn tánh chỗ như trường trụ, được tự tại tự do tự chủ, được khỏi dòng sanh tử luân hồi, được ngồi trên sen báo vui tươi, được thống lãm đất trời vạn vật, được còn mãi chứ không hề mãi, không hề mất. Đấy là điều giác ước mong kinh điển nam tính nữ đại đồng, ráng tu cho được thành công đắc quả. Chúng sanh khó tránh ngày đại biến, trời đất không khâu chuyện đổi giờ, muôn năm chục đổ nhất lời, giác mê chưa tỉnh là người vô duyên. Đời nó được bình yên thật sự, ai cũng đều hưởng thọ trường sanh, chọn vui, chọn sáng, chọn lành, bắt đầu gỗ việc tu hành làm chi, đời lại chẳng có gì thật cả, xác thân còn tan rã bùng lầy, huống chi các việc bên ngoài cũng là giả nốt có ai giữ còn. Tuổi sống cứ càng ngày mòn lũng mãi, còn ốm đau tai hại nỗi kia, ghét thương đụng mắt hợp lìa, khổ cho đến chết chưa hề sống chi. Thế mà chẳng mấy khi mỹ tới, còn tạo ra nhiều nỗi khổ thêm, hết ngày rồi lại kế đêm, sống chờ quỷ sứ đến thèm bắt đi, bị hành hạ còn gì hơn nữa, chịu đọa đài không số đo lường, thế mà nghiệp ác còn vương, bao giờ ra khỏi con đường chầm lưng, cõi Phật chẳng tử thần láo ánh, thật hoàn toàn một cõi an vui, sao người chẳng chịu đến lui, cứ đeo cõi tạm đầy mù gian lao, lo giải thoát cho mau kẻo trễ, chậm ngày giờ ổn thế ngày ni, ngày giờ qua nó mất đi, tuổi không chờ đợi, chớ kỳ hưởng thêm, cái tuổi tôi có chờ đợi, phải không? Nói tôi sống 200-300 cầu có 20 luôn đồ chết rồi. Hai ơi, hai cho con hỏi một câu là gì? Con nghe hai nói một câu là giác mơ chưa tỉnh là đồ vô duyên, nghĩa là sao vậy hai? Muốn nghe nữa ha. Dạ dạ. Dạ rồi nha. Con nghĩ mệt chút đi hai. Nhưng mà chứ nhớ là đừng bỏ. Để gì mở cho mấy đứa nhỏ nó nghe. Đang nó quay đầu hướng thiện. Mấy cái này nước cốt không à. Thấy không? Mở cho mấy đứa nhỏ nó nghe, đừng có quỷ bỏ. Đó. Cho nên nó mình là làm sao cho mấy đứa nhỏ nó nghe, nó biết. Mà con chừng bắt nó không vô nữa. Nhé thử coi nó vô không. Thành Phật chớn đánh đeo lòng tà, muốn việc nhiễm bỏ qua khó bỏ, cố bỏ đi dầu khó mất công, ban sơ khó tịnh được lòng, nhưng đừng thối chí cuối cùng trở nên, học đạo lớn phải bền chí cả, muốn quả cao nhờ có công dài, Thích Ca chứng quả Như Lai cũng nhờ chí cả công dài mà nên, Phật thành được chúng thanh thành được, thánh dương phàm chỉ một bổn lai, khác nhau kẻ tỉnh người sai, chứ ai thì cũng như ai đủ hình. Tu có hành giá danh châu báu, mà tu không hành trí ngạo đa trai, tu hành cần được cả hai, trong hai thiếu một chẳng xài vào đâu, chớ học nói những câu hán tự, tự cho mình hay chữ là lầm, chữ đâu nghĩa đó cho thâm, chữ không hiểu nghĩa như câm khác nào, đức không tài như dầu thiếu lửa, tài thiếu đức như ngựa không cương, đức tài có đủ hai phương, lửa dầu gồm đủ ngựa cương sẵn sàng, đạo có hạnh mới gần học đạo, mà tu không hiền ai bảo là tu, cửa thiền nay quá mà lưu, do người giả đạo vô tu phần nhiều, tu lầm hung thì đảo ngược tu, mù còn có thể hết mù, tội lường gạt học dễ dụ gì tiêu, tội vô ý còn nhiều chỗ thứ, tội cố tình lục sử không tha, nếu tu không được thì ra, chớ mưu lấy đạo làm nhà bú dân, tạo ngũ dại hưởng phần ngũ dại, làm ác gian lại cái ác gian, chạy trời xấu khổ nắng trang, hại người mù tất phải mang kiếp mù, thù người bị người thù khó trốn, tổn hại người người tổn hại mình, nhân nào quả nấy công minh, người trong hạ giới chớ khinh lưới trời, con ơi Phật lập lời nói trước, trời hạ nguyên vô phước là nhiều, nghiệp mê sao chẳng khó tiêu, nghiệp sầu để lại khó tiêu phần nhiều,
tội quả báo rất nhanh khó tưởng, sớm gây thì trường hiểu không lâu, thằng Minh chưa tận thấy đâu, nhưng mà mọi việc đều trâu ngọc vàng, tội đền tội bạc vàng khó chuộc, phước là gặp phước khỏi lo, công bằng ngọc đế cắn cho, mãi long không lọt chớ lo sai lầm, bởi vì ông thánh ông nói điên giống thôi coi chưa nhi bắt khả lậu, tri thứ lời đưa rộng chẳng lọt mãi long, trong khi các trò còn ở trong biển mê sông khổ, thường bị những chướng nghiệp dù đời mà làm cho linh hồn chìm đắm trong ba cõi sáu đường, xuống xuống lên lên luân hồi chuyển kiếp ấy, cũng tại sự mê lầm của lục căn mà say đắm lục trần ấy, thức lầm lạc ấy khiến các trò nặng lấy cái thân ô trượt này là thật, cái cảnh phú quý cùng cuộc tình duyên tồn tại du sai nào, hai thân vô thường tạm mượn do thân tứ đại hiệp thành, cuộc phú quý tựa đám phù dân, cái sắc nước thương rồi của các trò có khắc chí cành vo sớm nở chiều tàn, không chi bền chắc còn tổ chướng thì linh hồn phải chịu luân chuyển bao đời, hôm nay đã quy y cùng Phật pháp cửa trường sanh bất diệt, các trò gặp nẻo nương đèn trí vợ ly sức phàm trần tráng cảnh còn qua, tìm nơi tịch tịnh nhưng các trò chưa hiểu rành nẻo bước đường đi, hãy tạm xét chữ quy y cho thấu đáo, quy là về mà về đâu, về cửa Phật, y có nghĩa là dân là theo khuôn mẫu và làm y theo lời Phật dạy, Phật từ thiện cách nào ta phải từ thiện theo cách nấy, Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta, ta phải làm theo cách nấy, thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì cá dân là cần nhất ở chỗ giữ giới luật hằng ngày, còn sự lễ bái là điều phụ thuộc, là món trợ đạo để nhắc nhở các trò nhớ phận sự mà làm, thầy sẽ trong tác miệng của các trò nặng nề lắm, nương theo tam nghiệp thì khổ não lắm, chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới có mong về cõi Phật, tam nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, đọc tụng trong cú phiến thiện, nhưng thầy xét lại trong khẩu nghiệp của các trò nặng nề hơn hết thảy, hãy lấy gương trí huệ mà dọn sạch ma lòng, hãy lấy lòng phan dung mà đối đãi lẫn nhau, hãy lấy lòng bác ái nhân đạo mà cư xử với mọi người, cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật, phải giác sức thi hành sẽ có thầy ủng hộ, Phật giả là giác giả là tỉnh giả, khi Đức Thích Ca thành Phật thì ngài nói pháp tứ đế mà để độ đời, trước hơn các pháp là chỉ con đường chúng đạo cho người hành theo, đường chúng đạo của Phật một, không trưởng dưỡng chắc thịt quá, ư dương xuống như ăn nhiều, ngủ nhiều, chẳng lo làm công chuyện, chẳng học hỏi gì sung sướng thái quá, sanh nhiều dục vọng mê đắm làm cho trí đạo tối tâm, không thể đạt huệ đặng. Hai, không nên hành xác như ép xác thịt thái quá, như phơi nắng, dầm sương, bỏ ăn, bỏ ngủ, làm lũng quá sức lực của mình, vì ép xác quá độ thì sanh nhiều bệnh hoạn, nhiều nghìn bệnh tật, tinh thần kém cỏi nhọc mệt, trí quá lũ lờ, không đủ sức mà học đạo đặng, nên người biết đạo chẳng nên ép xác thái quá, mà cũng không để sung sướng quá độ, chỉ ăn ngủ có chừng mực và làm việc do sức mình, gìn giữ sức khỏe mới mong học được đạo pháp. Phật chẳng buộc ai ăn ở khổ hạnh, và cũng chẳng biểu ai ăn ở sung sướng, chẳng ép ai ăn chay, chẳng xúi ai ăn mặn, tùy theo trình độ lòng nhân của mình, cần yếu làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Chư Phật có bốn đại đức, chư Phật có bốn đại đức, chỉ ta niệm danh hiệu Phật, đặng nhớ bốn đại đức của chư Phật, đặng ngày sau chứng quả như ngài, ta cũng nên bố thí nhẫn nhục trì giới để độ tham sân si. Còn phương pháp niệm Phật là để trừ cái vọng niệm của chúng sanh, vì trong tâm của chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt, ấy vì cái vọng niệm về việc thế trần ấy mà không cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che chân tâm mờ ám. Nay nếu niệm được một niệm Phật thì ắt lìa được một niệm chúng sanh, mà niệm niệm Phật thì lìa tất cả niệm chúng sanh, cho đến khi nhắc tâm bất loạn, chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt thì lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sanh ra được. Nên niệm là niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật, đặng mà nương theo đó được tịnh niệm, cần tu thập thiện mới dứt được thập ác, cũng gọi là tịnh tam nghiệp. Ta cũng nên bố thí nhẫn nhục trì giới giữa độ tham sân si. Còn phương pháp niệm Phật đã trừ cái vọng niệm của chúng sanh, vì trong tâm chúng sanh đã niệm niệm mê lầm chẳng dứt,
ấy vì cái vọng niệm gì việc thế trần ấy mà không cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che chân tâm mờ ám. Nay nếu niệm được một niệm Phật thì ắt lìa được một niệm chúng sanh, mà niệm niệm Phật thì lìa tất cả niệm chúng sanh, cho đến khi nhắc tâm bất loạn, chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt thì lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sinh ra được. Nên niệm là niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật, đặng mà nương theo đó được tịnh niệm, càng tu thập thiện mới dứt được thập ác, cũng gọi là tịnh tam nghiệp. Rồi gì coi nó vô không? Dạ dạ. Vô gần gần thôi. Vô à? Ai kêu ông chia sẻ ăn đoạn nào không bạn? Giảng cái đoạn dần dần. Lấy cái mít gà dần của cô hành sĩ. Đâu ăn sau cô. Giờ đừng có mở bỏ. Dạ. Để vô đó nó mở ra mấy đứa nhỏ cho nó nghe. Dạ dạ dạ. Dạ được nghe. Thôi vậy cái pháp thì cũng khó học. Chánh tinh tấn tín ngưỡng chân chánh và lướt tới phá vô thần. Luận thường cho rằng thân xác còn, chất người người còn, thân mất người mất, không có thánh thần trời Phật, không có quả báo luân hồi, chẳng có tội có phước có vía có hồn. Đời là con người, sống là tranh đấu, mạnh được yếu thua. Thế nên biết bao nhiêu mánh phé giang hùng, biết bao nhiêu ngón điều hoa xảo trá, bao nhiêu tàn bạo ngược ngang đều được đem ra dùng cả thể. Vì vậy một chánh tinh tấn này phiến ngại giữ giúp binh cho mạnh mẽ, dù các thị dục có lớn lao thế mấy, dù có cho sức lực gì cám dỗ hay bức bách bỏ lòng tín ngưỡng Phật trời đặng theo việc khác, các sự ấy cũng chẳng thể lôi kéo được. Và ta luôn luôn phải nhớ đến công cuộc cứu vớt quần sanh thoát nơi khổ hại của Đức Thế Tôn, phải nhớ rằng sanh linh đang chìm đắm trong bể hồng trần, ngày giờ nào còn có kẻ chúng sanh chịu khổ thì ta cũng phải khổ, vì họ dạy rằng ta có cái bổn phận giác ngộ trần gian, bỏ những quan trái hưng luân hồi cai nghiệt, muốn thế trước hết tìm phương tử giác, ngắm cảnh niết bàn, tấn tu quyết chí tu hành đắc thành đạo quả, hầu dắt diều ba tánh thập phương xa miền tục lỵ, người bỏ hết các sự rầu buồn, các điều tà dại, dẹp lục căn lục trần và giảng làm cho tinh thần được sáng suốt, rèn luyện các đức tánh cho thiện mỹ. Dù vẽ mắt thì cũng bán luôn, là không có nó lên xuống gì nữa hết đó. Đó là nói một lời một à. Theo tu độ tóc không cần phải tạo miễn rồi cái đạo làm người. Cái đạo người là không có nói tới nơi lui. Thôi hô độ tóc xấu của tao tạo. Hay là để tóc. Hay mà để tóc nó tu để tóc không tu tạo cũng không phải vậy. Ta làm đạo làm người làm chính trực thôi chứ không phải xấu tốt gì thôi vậy đó. Em sao có mà hỏi pháp ông chắc là dễ con hỏi thêm câu nữa được không? Cứ hỏi. Cứ hỏi. Tại vì gặp nhau á là thầy nói là gặp nhau là có duyên. Con cũng đi chỗ này chỗ kia nhưng mà có nhiều người là con để hỏi, mà có nhiều người để giải mã được nhưng mà có nhiều người chưa giải mã được, thì con không biết con hỏi ông hai phân tích cho con hai điểm cái gì nó ra ra coi. Bây giờ con nói ông hai nè, như thầy sẽ nói là ông hai uống miếng nước hai mà chị, biết tự chữ tu trì, cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn, còn mà cha mẹ còn sống xong không cho ăn là sao? Bây giờ cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn mà cho ăn không phải cho ăn đồ mặn. Cha mẹ qua đời thủ lễ chay trong sạch nghĩa nhân gì mới đáng cho linh hồn siêu thoát nhẹ cao bay. Cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn mà quay mằng mò mằng heo cho ăn đồ chay cho bà ăn, không là bà chừng chết đưa bà đi một cây vương, mấy con mới chí hiếu chứ không phải nói không cha mẹ được. Còn sống vậy thì cho ăn bò trâu heo chó gì không phải gì. Cha mẹ không ăn tương được rồi sao? Cho ăn tương cúng lại, cha mẹ chết rồi tủ lửa chay luôn, cúng lại ăn chay luôn, chứ mình làm chay đàn che miệng thế gian mà mình không ăn chay cầu cho bả, mình làm chay đàn cho miệng thế gian chứ có đâu được cái gì đâu, làm bảy đàn mà không ăn chay cứu bả chứ. Bây giờ con hỏi ông hai thêm câu nữa nè. Cái câu này có thầy nói nè. Ta nói thầy chùa như thể cây sơn, ngoài da ti chắc trong thầy mối ăn là sao?
này ở bên hỏi nhiều quá vậy. Hả? Này có gì hỏi nè. Nói tới ông thời thượng mà. Mà đều cũng được, không sao. Chị nói gì nè, bởi vì ở thầy chùa đó. Ông học đẹp, cái gì cũng đẹp hết đó. Mà sơn bề ngoài, cái bề trong không có. Bởi vì thầy chùa như thế kỹ sơn, ngoài da, coi chắc trong thời nó mối ăn điệu hết trơn à. Cho nó lấy ông thầy chùa nói mà phạm, hơi phạm. Phạm đúng rồi. Như cái nhưng mà cái lời nói mà nó sao đâu. Ngoài da, coi chắc trong thời mối ăn nó đã rồi. Thấy không? Tội nó lây lan tùm lum. Dạ đúng. Ông ơi, nhưng mà hỏi... thầy thì cũng có người tốt người xấu, thầy chùa cũng người xấu người tốt. Ông ơi, tụi con hỏi như là ông Điển được phải không? Cái bề ngoài bề trong gì cho tốt hết á mới được. Giờ giờ con hỏi ông nè, giờ con nói là nói giờ con nghe thầy giảng nhiều rồi, tại bên chồng của con cũng đạo của mình. Mà mấy cậu con á là nằm trong ban tổ chức các cái dinh nè, mà ông nào cũng hướng về của đạo ông thầy hết. Nhưng mà con suy nghĩ như này, mấy cậu nói là hiện giờ ông Đức Phật thầy của mình là còn sống phải không? Theo ông á, có huệ ông có nghĩ là gì luôn? Đức Phật thầy hả? Dạ. Chào nói Phật thầy Tây An. Con hỏi ông á, theo như ông Điển là ông huệ rồi. Nhưng mà ông thầy Đức Quỳnh giáo chủ của mình á, hiện giờ là thầy còn sống phải không ông? Ông có nói xuyên số ai không à? Không, không. Ông Đức Phật thầy mình còn sống phải không? Đức thầy á, còn sống á, ông Đức thầy mình á. Thì thiên biến dạng quá mà sao mất được? Dạ. Thầy mà. Bởi vì á là ổng thử coi dân cái coi có trọng thầy không? Dạ. Ổng thiên biến dân má để mất một thời gian vậy đó. Dạ. Coi dân nó tu sao đây? Dạ. Chứ bổn đạo thì đông chợ cái xuồng dông không có đầy. Dạ. Không có đầy. Còn thầy nói gì nữa nè? Thầy nói á, ngày sau thầy về thăm bổn đạo mình. Câu nói là thầy nói mà có về không ông? Thầy nói ngày sau sẽ về thăm bổn đạo mà thầy có về không? Về chứ. Dạ. Cắt đài cao gỗ cắt linh hồn mà. Cắt đài cao cái cổ cắt linh hồn á. Bởi vì hào hôn này đã hết đời. Cái đời người này hết, từ đời kia hết, từ 1939 đến giờ đã hết hoài. Chị xin đi. Cắt linh hồn mà gọi là hết, thần sử phân. Mỗi người đi bà con ơi. Chứ không gọi cho được. Phấn á, chữ phấn, những đứa vô nghị. À, những người vô nghị ha. Ừ. À, thầy sẽ trừng phạt. Cái người đó. Thầy ít ai mà chủ trị được tâm. Nghèo thì bị bạc làm câm, giàu thì bị của giam cầm chung thân. Cái bà đó nó ông nội nào đặc kỳ á. Có của chung trước á mà sao giam cầm chung thân. Cái bà đó, chết nữa. Cái của đó chung thân. Nó sao chết. Nó bà đeo sợi dây chuyền này nè. Ngón tay nè. Nó đưa cái lê vô đây nó lấy sợi chuyền bà chết. Nó vậy sao. Ít ai mà chủ chỉ được tâm. Nghèo thì bị bạc làm câm. Giàu thì bị của giam cầm chung thân. Xưa nay trốn hồng trần như thế. Hơn thua nhau chỉ kể đồng tiền, dòng đời xu ngược đảo điên, đều do cái thứ bạc tiền mà ra. Thứ tiền bạc người ta tạo nó, rồi người ta lại khổ vì tiền. Không tiền nó phải cũng điên, có tiền nó quấy cũng thiên người rồi. Châu bò bị người xỏ mũi, người bị tiền bạc cỡ trên lưng. Châu bò chỉ khổ xác thân, người không ai ơi. Cái thầy cũng nói nè, thầy nói là tu không cần lại cần quỳ. À. Ngồi đâu cũng sửa vậy thì mới mau. Chà, cái đó cũng là có. Thầy nói mà, tu hành tâm trí phải chùi lao. Sau này lập họ mới biết ai thao ai đồng. Mình ngồi đây cũng chưa biết ai về thì phải giả ai tu hay không đó. Tu không cần lại cần quỳ. Dạ. Ngồi đâu cũng sửa vậy thì mới mau. Chí hiền tâm đức chùi lao. Gia công lộc kỹ thì thao da vàng, theo rồi đi không lại mà ta lọc rồi được vàng, thấy không? Dạ. Tí không lại không cúng không quỳ mà ta lọc được cái trí đó, trí minh mẫn đó, ta lọc được trí huệ rồi. Nhưng mà con được vàng rồi. Ông hai nói gì con cũng chưa hài lòng. Là thầy nói gì nè, tu không cần lại cần quỳ,
ngồi đâu cũng sửa. Vậy thì mấy ma có nghĩa là không cần đi tới chùa tới miễu nhưng tâm mình làm phước là được sửa đó, đó, sửa đó, sửa đó. Rồi, chứ không cần phải là tới chùa lại hay là tới lúa lại, nhưng mà mình tâm mình thầy nói là gõ thay da vàng còn gì nữa. Ông nói ông nghe nè, bây giờ hỏi nhiều quá giờ ông không, tại thầy nói là tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa, vậy thì mới mau. Thầy nói rồi đó, tu hành tâm trí phải chùi lao, sau này là phải lọc lại á mới biết ai thao. Bây giờ ông có nhìn được trong đây hai hiền hai dữ không? Ông phán luôn đi. Ông phán không được, sao không được? Ông phán luôn coi người nào còn. Thầy nói là tại vì mình tu á, ví dụ ở nhà nè tôn trọng cha mẹ nè, bà con nè gần xa nè, nghèo khối mà giúp nè. Chứ không cần lên chùa lên mưa miễu, lên chùa lên miễu bỏ cha mẹ vậy đói, người bỏ dạ sớm mà đói. Nó trơn bán thịnh đây. Cái vụ này không được, tại vì nhà nước luôn không chơi. Nói gì chứ cũng phải đi chứ. Dạ. Đi chùa. Dạ đi. Cũng Phật. Đồng ý. Chứ mình không đi mình ở nhà hoài. Gọi là hiện ra mà người ta cũng hiện ra, người là hiện ra là đúng luôn phải không ông hai? Con và con Phật, Phật giác, con ma ma bắt. Cũng như người nào làm lành là hiện luôn, còn người nào cái làm ác là hiện ra luôn. Bây giờ đó ma, Phật, Phật ma mới ra vỡ tuồng. Chứ trên này mình đây đó, có khi con người đi làm những cái chuyện nó không có đúng, làm nó giống như là trong kinh nói là hiện ra hết á. Cái người mình để gian tham dữ lắm, bởi vì thầy ông nói chúng sinh đúng không khó tránh ngày đại biến, trời đất không có chuyện đôi lời. Rồi ông đi với ai vậy? Chúng sinh gian tham đủ thứ hết đâu, không may không mà đâu có đi. Chúng nhưng mà trong kinh ông đức thầy nói đúng là hiện ra không thấy hiện ra chơi đâu. Rồi nói gì nè, sau này không á, có gia đạo rồi đó, không có giặc giả trên người với người á. Cháu biết không, thầy không gia đạo đó, giật dọc chém giết gian thân đúng rồi đó, trong đủ thứ luôn đó, nó không còn giặc giả, không còn con giết cha với người thì đó, vợ giết chồng. Dạ đúng rồi, tình duyên đệ trong kinh cùng nói nhau sâu ké hiếm lúc con còn giết mẹ, dành của tiền cố nhục giết nhau, tranh lợi danh giết lẫn đồng bào, tình nhân lợi con kia hiểm bách, con người mình xấu lắm chứ có gì xấu đâu, không có thầy ra rồi chém giết với nhau chết với nhau dữ lắm, không có chơi đâu. Ôi trời, tính thật lại là kinh thầy nói vậy nè, là cái gì là đời sắp tới là hiện hết, hiện ra hết trơn. Cũng dễ em không em đưa vậy nè, hồi nãy kêu mất cái mít quên đó, mít chiên hả? Này giống nói con mắt quá mà. Gọi đi. Đúng rồi. Không? Gì? Em đéo cho. Cắt đi. Mít không? Mít mít á. Ai muốn ăn gì gấp ở đó. Dạ. Ngồi đi đâu sao đâu. Ok thì bây giờ tôi ăn cơm các bạn ơi. Chưa rồi, cũng hơi đói.